Trưa ngày 30 tháng 8, fanpage chính thức của bà Sảnh Vlog đã bất ngờ thay đổi ảnh đại diện thành hình hoa sen trắng, kèm theo thông báo về sự ra đi đột ngột của bà, khiến cộng đồng mạng không khỏi bàng hoàng. Bà Trợ Thị Lai, chủ nhân của kênh bà Sảnh Vlog, sinh ra và lớn lên tại Tuyên Quang, là người dân tộc Tày. Dù đã ngoài 50 tuổi, bà vẫn rất nhiệt huyết và đam mê sáng tạo nội dung, liên tục sản xuất các video để mang lại niềm vui cho khán giả của mình. Kênh bà Sảnh Vlog đã thu hút đông đảo người xem không chỉ vì nội dung hài hước mà còn bởi sự dễ thương và chân thành của các diễn viên. Những người đã mang lại tiếng cười và niềm vui cho biết bao người qua màn ảnh nhỏ, cộng đồng mạng sẽ mãi nhớ về một bà sành vui tươi, giản dị, luôn hết mình mang đến niềm vui cho mọi người. Ngày 30 tháng 8, mạng xã hội xôn xao thông tin bà Nguyễn Phương Hằng, 53 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, sẽ được ra tù trước dịp lễ Quốc khánh ngày mùng 2 tháng 9. Bà Nguyễn Phương Hằng hiện đang chấp hành án phạt tù tại trại giam An Phước thuộc Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Bộ Công an, trú đóng trên địa bàn xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Bà Nguyễn Phương Hằng không có trong danh sách được giảm án dịp lễ Quốc khánh ngày mùng 2 tháng 9 như mạng xã hội lan truyền. Chiều ngày 30 tháng 8, công an huyện Hàm Thuận Bắc Bình Thuận đang điều tra làm rõ nguyên nhân ô tô đâm vào tàu hỏa. Vụ tai nạn khiến tài xế chấn thương nặng. Theo báo cáo nhanh của công ty đường sắt Thuận Hải vào khoảng 13 giờ 24 phút chiều ngày 30 tháng 8, tàu hàng đi trên tuyến đường sắt Bắc Nam hướng Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, khi đến đường ngang km 1531 085 thuộc khu Gian Long Thạnh, Ma Lâm huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, tài xế xe bán tải cố tình băng qua đường sắt, không chú ý tàu tới gần đã tông vào phần đầu máy, sau va chạm xe bán tải mắc kẹt vào đầu máy, làm cho đoàn tàu không thể tiếp tục di chuyển. Vụ va chạm làm ảnh hưởng lưu thông tuyến đường sắt Bắc Nam gần 2 giờ. Nguyên nhân ban đầu được xác định tài xế xe bán tải cố tình vượt đường sắt tại lối đi tự mở. Tài xế bị chấn thương nặng được đưa đi cấp cứu. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Chí Linh, Hải Dương vừa khởi tố bị can, tạm giam ông Nguyễn Trung Vương về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Cơ quan điều tra cáo buộc ông Vương nhận thức rõ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm kém chất lượng chỉ tiêu chất lượng đạt dưới 70% so với mức công bố và ghi nhãn, sản phẩm không có tính năng, công dụng như hồ sơ công bố có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, nhưng ông vì lợi nhuận vẫn chỉ đạo thực hiện, giám định 67 lô thành phẩm, tương đương 33 loại sản phẩm của 8 công ty có hàng được sản xuất tại nhà máy Holland Mill, công an phát hiện 66 lô có chỉ tiêu chất lượng chủ yếu đạt dưới 70%, tổng cộng 29.400 lon, giá trị 4,1 tỷ đồng. Ông cũng tự đưa ra công thức phối trộn, thay đổi thành phần, thêm bớt tỷ lệ nguyên liệu so với hồ sơ công bố và chỉ đạo nhân viên thực hiện khoảng 12 giờ ngày 29 tháng 8, xe ô tô tải do anh T, sinh năm 1963, ở xã Phương Trung, huyện Thanh Hoài, thành phố Hà Nội, điều khiển theo hướng xã Đồng Lỗ, xã Kim Đường, huyện Ứng Hòa, khi đi tới ngã tư đường liên xã thuộc thôn Kim Bồng, xã Kim Đường, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, bất ngờ đâm thẳng vào thân xe buýt tuyến 101B đi theo hướng cắt ngang từ xã Minh Đức, chợ Ngâm, do anh D, sinh năm 1973, ở xã Minh Đức, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, điều khiển va chạm mạnh khiến chiếc xe bus bay xuống mương nước lật ngang và bị hư hỏng nặng Thời điểm xảy ra va chạm, ngoài tài xế, trên xe buýt còn có một phụ xe và 12 hành khách. Hậu quả vụ tai nạn khiến 3 người bị thương. Bước đầu xác định, nguyên nhân xảy ra tai nạn là do tài xế điều khiển xe ô tô tại không chú ý quan sát, lửa bao trùm căn nhà 2 tầng bán tạp hóa ở quận Gò Vấp, 3 người trèo qua ban công nhà bên cạnh thoát thân. Rạng sáng ngày 31 tháng 8, khoảng 5 giờ, khói lửa bùng lên từ căn nhà rộng gần 50 mét vuông bán tạp hóa trên đường Quang Trung, phường 10. Lúc này, bên trong có 3 người gồm gia chủ, con trai và con dâu đang ngủ ở lầu 1, phát hiện cháy đã leo ban công qua nhà bên cạnh, trước khi lửa bùng lên dữ dội, hàng xóm dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Ba xe chữa cháy cùng 20 chiến sĩ đến hiện trường. Lính cứu hỏa Bắc Thang qua nhà bên cạnh kéo vòi rồng dập lửa chống cháy lan, hỏa hoạn được khống chế, song đã thiêu rụi nhiều tài sản. Khói đen ám vào các bức tường nứt nẻ do sức nóng ngọn lửa. Theo cảnh sát, sự cố không gây thương vong, nguyên nhân đang được điều tra. Người đàn ông 46 tuổi trong lúc đi xuyệt cá đã vướng vào bẫy chuột bằng điện của hàng xóm, tử vong. Bẫy chuột do ông Hồ Văn Út, 58 tuổi, giăng quanh ruộng để bảo vệ cây trồng, dùng đèn chớp màu đỏ cắm ở ba góc ruộng để báo hiệu bẫy làm bằng dây trì, nối với dòng điện xoay chiều từ bình ác quy khoảng 21 giờ ngày 29 tháng 8 ông út từ dụng về nhà uống nước lát sau trở ra phát hiện ông hải bị bẫy điện giật chết tại hiện trường nạn nhân mang theo bình ác quy và xuyệt điện để bắt cá chủ dụng thông báo cho người dân gần đó rồi đến công an tự thú bị tạm giữ hình sự về hành vi vô ý làm chết người người đàn ông 46 tuổi trong lúc đi xuyệt cá đã vướng vào bẫy chuột bằng điện của hàng xóm tử vong bẫy chuột do ông hồ văn út 58 tuổi giăng quanh ruộng để bảo vệ cây trồng dùng đèn chớp màu đỏ cắm ở ba góc ruộng để báo hiệu bẫy làm bằng dây trì, nối với dòng điện xoay chiều từ bình ác quy khoảng 21 giờ ngày 29 tháng 8 ông út từ dụng về nhà uống nước lát sau trở ra phát hiện ông hải bị bẫy điện giật chết tại hiện trường nạn nhân mang theo bình ác quy và xuyệt điện để bắt cá chủ dụng thông báo cho người dân gần đó rồi đến công an tự thú bị tạm giữ hình sự về hành vi vô ý làm chết người khoảng 23 giờ 45 phút tối ngày 30 tháng 8 một vụ cháy đã xảy ra tại chung cư 5A xã Tân Triều huyện Thanh trì Hà Nội thời điểm xảy ra cháy Người dân phát hiện khói đen đặc bốc ra từ căn hộ 206 ở tầng 2 của tòa nhà. Sau khi phát hiện vụ cháy, lực lượng chữa cháy tại cơ sở đã nhanh chóng triển khai dập lửa, báo động cho toàn bộ cư dân chạy xuống tầng 1 và dọn dẹp ô tô đỗ cản trở công tác cứu hỏa. Đến 0 giờ 10 phút ngày 31 tháng 8, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không xảy ra cháy lan. Lực lượng đã đưa được 4 nạn nhân bị mắc kẹt tại tầng 2 xuống tầng 1 an toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, còn thiệt hại về tài sản đang được lực lượng chức năng thống kê. Thời điểm xảy ra cháy, chủ căn hộ 206 cũng không có mặt trong nhà. Dạng sáng ngày 30 tháng 8, toàn đang làm việc ở chợ Hóa An thì bị nhóm người dùng dao truy đuổi. Nhiều người xung quanh can ngăn. Nhóm này đến quán cà phê gần chợ. Một lát sau, toàn bất ngờ cầm súng quay lại tìm nhóm đối thủ. Thấy họ trong quán cà phê, anh ta bắn nhiều phát khiến vợ chồng bà Đỗ Thị Tý bị thương nặng. Theo Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, bà Tý bị bắn vào bụng, còn người chồng bị bắn vào đầu. cả hai trong tình trạng nguy kịch, đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ giấy, Thành phố Hồ Chí Minh. Chợ cá Hóa An là đầu mối cung cấp hàng cho khu vực Biên Hòa, Di An, Bình Dương và một số địa phương lân cận. Sáng ngày 30 tháng 8 toàn bị các trinh sát hình sự công an biên hòa bắt giữ cùng khẩu súng ngắn gây án cơ quan điều tra đang lấy lời khai nghi phạm và người liên quan để làm rõ vụ án